Tại sao có cầu vồng? Ngay từ nhỏ trong tiềm thức của một đứa bé thì cầu vồng luôn là một hình ảnh đẹp gắn liền với ký ức của những ngày tháng tắm mưa, rong chơi hồn nhiên. Cho đến khi trưởng thành và chạy theo guồng quay áp lực của cuộc sống thì cầu vồng vẫn là một thứ gì đó rất đẹp, êm dịu và để chúng ta dừng lại một chút mệt mỏi mà ngắm nhìn. Nhưng tại sao lại có cầu vồng và sao cầu vồng thường chỉ xuất hiện sau những cơn mưa? Cầu vồng là một hiện tượng quang học tự nhiên mà hầu hết ai trong chúng ta cũng đã từng được thấy. Bản chất của cầu vồng là sự tán sắc từ ánh sáng của mặt trời, mà nguyên liệu không thể thiếu cho quá trình đó là các giọt nước mưa. Sự tán sắc đã tạo ra một đường cong bảy màu mà đọc ra rất vần điệu, đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Về bản chất, ánh sáng mặt trời không chỉ là một màu sắc đơn lẻ nào đó, mà là hỗn hợp nhiều sắc màu hòa trộn vào nhau mà mắt chúng ta không thể nhìn thấy. Chỉ khi đi qua một lăng kính, ánh sáng bị bẻ cong hay còn gọi là khúc xạ mới tạo ra một dải nhiều màu liên tục còn được gọi là quang phổ. Trong đó các tia sáng màu đỏ bị bẻ cong ít nhất, sau đó đến cam, vàng, xanh lục, xanh lam và nhiều nhất là các tia sáng màu tím. Ở hiện tượng hình thành cầu vồng, các giọt nước mưa đã thay thế vai trò của một lăng kính. Khi chiếu qua các giọt nước, ánh sáng mặt trời bị khúc xạ và mỗi màu nghiêng theo một góc khác nhau, khiến chúng ta nhìn thấy những màu sắc khác nhau trải dài thành dải dưới dạng hình cung. Mặt khác, một phần của cầu vồng có tâm nằm dưới trăng trời. Độ cong của bề mặt trái đất làm ta chỉ nhìn thấy được một nửa cầu vồng. Chỉ khi nào quan sát bằng vệ tinh hay tàu vũ trụ thì cả một vòng cầu vồng nguyên vẹn mới hiện ra trước mắt. Cầu vồng cũng được phân chia thành cầu vồng bậc 1, bậc 2 hay nhiều dạng khác tùy vào số lần phản xạ. Trong đó cầu vồng bậc 1 là rõ nhất và cũng thường được nhìn thấy nhiều nhất, do ánh sáng được phản xạ ở một góc 42 độ là góc mà cường độ sáng của tất cả các tia mặt trời qua các giọt nước đã cực đại. Thỉnh thoảng chúng ta bắt gặp dạng cầu vồng với các trật tự màu sắc ngược lại với cầu vồng bậc 1 và cường độ sáng yếu hơn, thường được gọi là cầu vồng bậc 2, với góc sáng bị bẻ cong là 53 độ. Cầu vồng bậc 2 chỉ xảy ra khi các tia sáng bị khúc xạ hai lần và xuất hiện khi chúng ta nhìn thấy hiện tượng cầu vồng đôi. Đó là một cầu vồng phụ xuất hiện phía trên cầu vồng chính, với màu sắc bị đảo ngược so với cầu vồng chính và mờ nhạt hơn. Tuy nhiên, hiện tượng này rất hiếm khi xảy ra. Trên thực tế, cầu vồng không phải là một vật thể xác định, mà nó là hình ảnh phản chiếu của ánh sáng mặt trời qua những giọt nước trong không khí. Do đó, cầu vồng không thể tiếp cận về mặt vật lý. Hầu hết chúng ta thấy cầu vồng xuất hiện vào ban ngày nhờ có ánh sáng mặt trời, không khí và những cơn mưa. Nhưng đôi khi trong tự nhiên cũng xuất hiện những cầu vồng vào ban đêm, thường được biết đến dưới tên gọi moon bow vì nó được tạo ra bởi ánh sáng của mặt trăng. Moon bow thường xuất hiện tại các khu vực có mưa lớn vào ban đêm. Trong những hình ảnh bắt gặp được, cầu vồng moon bow có màu trắng. Nguyên nhân được cho là có thể do ánh sáng mặt trăng có cường độ quá thấp so với ánh sáng mặt trời. Hiện tượng này xuất hiện khi mặt trăng ở vị trí thấp, độ cao chưa đến 42 độ và trăng tròn hoặc gần tròn. Bởi mặt trăng chỉ là ánh sáng phản chiếu lại từ mặt trời và chỉ khi trăng tròn ánh sáng mới đủ cường độ làm nên hiện tượng kỳ diệu này. Những mức độ sáng vẫn yếu hơn mặt trời rất nhiều nên moon bow cũng khó quan sát hơn. Và cầu vồng không phải lúc nào cũng chỉ xuất hiện sau những cơn mưa. Ở những khu vực có lượng hơi nước cao sẽ xuất hiện cầu vồng như là thác nước. Khi ánh sáng mặt trời bắt gặp các hơi nước này cũng tạo nên khung cảnh hết sức kỳ diệu, đó là cầu vồng bên thác nước.